Đại lý bầu ươm khay ươm của đơn vị Trường Thảo xin kính chào các bác nhé. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho các bác những mẫu bầu quây gốc cây và khay gieo hạt, gieo mầm và gieo các loại rau củ quả nhé. Trước tiên là em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu bầu quây gốc cây này, hàng vừa mới cập về kho các bác anh nhé. Sẽ có đủ size, đủ kích thước để cho các anh để sử dụng cho cây cảnh, cây bonsai, quây gốc, các loại cây ăn trái, cây quả, cây cảnh, cây công trình nhé. Trên cùng đây là mẫu bầu là 20 nhá. Em sẽ có đủ size từ 20, 30, 40, 50, 60 và 70, 80 cho đến là 1m các bác nhá. Cái mẫu bầu quây gốc của bên em nó cực kỳ là dày đẹp như này các bác nhá. Hàng chuẩn loại 1 luôn. Cái độ dày của bầu là 0,7 nhá, 0,7 mm. Cực kỳ là dày dặn để cho các bác anh quây cây công trình và các loại cây quý nhá. Làm bầu để quây gốc cây cảnh, cây ăn quả, hoặc là làm bầu để cho các bác và các cô, các mẹ, các bà có thể là trồng rau ở trên sân thượng được luôn nha các bác nhá. Những khu vườn nhỏ mà các bác muốn sạch sẽ và muốn tiết kiệm thì có thể là quây những vanh bầu này và cho đất ở bên trong để có thể sử dụng được nhá. Trồng rau màu, quây các loại gốc cây ăn quả, cây cảnh và cây bonsai cũng như là cây công trình của các khu vườn công viên các bác nhá. Size 20 thì có giá là 300 nhá, em báo giá luôn này. Size 20 là 400, size 30 là 600, 40 là 600 này, 50 là 800 và có cả 90, 60 đến 70, 80, 1m nhé các bác nhé. Sẽ có đủ size và giá rất là hợp lý nhé, sẽ tặng kèm vinh chốt khi mà các bác mua và đăng ký kênh của bên em nhé, mua tại video này của bên em để được giá cực kỳ là đẹp nhá. Giá này là niêm yết tại công ty rồi nhá. Bên em là nhập tại xưởng luôn cho nên là sẽ được giá tại xưởng nhá. Rất là dày, cực kỳ là dày luôn. Quây gốc cây này, quây cây cảnh, cây bonsai, cây công trình và các loại cây ăn quả được luôn nhá. Size này là size 20 cm nhá. Size 20 cm và kho của bên em đây các bác này. Kho của bên em đây nhá. Hàng vừa mới về kho luôn. Cực kỳ là nhiều luôn để phục vụ cho các bác mọi miền Tổ quốc luôn nhá. Bên em nhận xỉ và lẻ trên 36-33 tỉnh thành khắp đất nước Việt Nam luôn nhá. Ngoài những mẫu bầu quây gốc cây thì bên em có cả những khay gieo ươm hạt rau màu, các loại cây ăn trái, các loại cây ớt, cây ngô, cây lạc, đậu, đỗ, dưa leo hay là những giống hạt của cây hoa nhá. Giống hạt của cây hoa hay là những cây cảnh, cây bonsai mà làm bầu ấy, để có thể là di chuyển từ bầu sang chậu nhá. Thì riêng cái dòng khay này của bên em này, khay này là khay 36 lỗ nhá. Chỉ với 10.000 một khay thôi các bác ạ. Hàng loại bột dày đẹp luôn nhá. Tái sử dụng được 2 đến 3 năm cho em nhá. Tái sử dụng được 2 đến 3 năm luôn. Giá trị kinh tế thì nó rất là hợp lý để các bác có thể sử dụng được nhá. Chỉ với 10.000 một khay này thôi các bác ạ. Khay này là khay 36 lỗ nhá. Tùy theo cây nhỏ hay cây to của các bác nhá. Ví dụ như cây rau màu thì các bác có thể là gieo cái khay nhỏ 50 lỗ, 52 lỗ này của bên em này. Hạt ớt này, cây ớt nhá, cây dưa leo hay là các loại rau màu, cây ví dụ như là su hào, bắp cải, súp lơ thì gieo vào cái khay ươm lỗ nhỏ này của bên em. Hoặc là size này là size lỗ 50, 52 lỗ nhá. Cũng giá chỉ có 10.000 thôi các bác anh ạ. Tùy vào các mẫu và các hạt giống nhá, thì các bác có thể lựa chọn cái khay hạt lỗ to hay là hạt lỗ nhỏ nhá. Ở phía bên trên bên đây là khay xanh nhá. Khay xanh này thì các bác rất là phù hợp mà ươm cho cây ngô nhá, cây ngô hay là cây dưa leo nhá. Vì là cái phần đáy của nó cũng khá là sâu và cái hom miệng của nó là hom tròn như này. Để các bác ươm cây bầu ngô hay là cây dưa leo, cây dưa hấu nhá, cực kỳ là tiện lợi luôn. Cái dòng nhựa này là nhựa dẻo nhá các bác nhá. Có thể là sử dụng độ bền lên đến 2 đến 3 năm cho em nhá. Cực kỳ là tiện lợi và giá thì rất là hợp lý, cũng với chỉ 10.000 thôi. Giá trị kinh tế rất là về giá thành kinh tế là cực kỳ là phù hợp, nó không quá là đắt đỏ để các bác có thể sử dụng nhá. Một khay này là chỉ có hơn 50 lỗ thôi các bác nhá. Giá tại xưởng luôn chỉ có 10.000 một khay thôi các bác ạ. Bên em nhận xỉ và lẻ trên 63 tỉnh thành nhá. Các bác, các anh mà hoặc là các bác nông dân nhà vườn đang có nhu cầu mua và sử dụng thì hãy xem hết cái video này của bên em để có thể trải nghiệm được tất cả những sản phẩm hữu ích cũng như là những sản phẩm hay của bên em nhá. Với những chiếc khay này thì rất là tiện và phù hợp.
để cho các bác các anh gieo ươm hạt giống các loại rau màu, các loại đậu ngô, lạc đỗ hay là cây ớt, cây rau cải nhé, hoặc là cây ngô, các loại rau màu luôn các bác anh ạ, rất là phù hợp nha. Phía bên trên đây sẽ là em sẽ đi qua sang bên này là sẽ là giới thiệu cho các bác những mẫu bầu ươm dẻo nhé, bầu ươm cây hạt giống này, cây công trình, cây keo, cây bạch đàn nhé. Cái dòng bầu ươm dẻo này của bên em thì cực kỳ là tiện lợi nhá, và rất là bền, độ bền của cái bầu này cũng cho các bác sử dụng được 3 đến 4 năm cho em nhá. Vanh nó là vanh tròn nhá, và cái nó có thể đứng được nhá, chứ không phải là nghiêng đổ hay là trong thời gian lắng mưa mà nó bị giòn bị vỡ đâu. Đây là một bầu dẻo nhá, có thể là kéo thì mới cắt được, chứ xé thì cũng không xé được các bác nhá, xé thì cũng không thể xé được, chỉ có cắt thì mới cắt được thôi. Cái này là bác di chuyển rất là tiện lợi luôn nhá, bưng bê từ chỗ này sang chỗ khác được, rất là bền nhá. Và cái bầu dẻo này của bên em thì sử dụng độ bền là 2 đến 3 năm cho các bác nhá. Có thể là ươm các loại hạt rau màu này, hoặc là các loại cây giống này. Cái size bầu nhỏ của bên em đây, cái miệng này nó chỉ khoảng 7 đến 8 phân thôi, rất là tiện lợi để cho các bác ươm cái cây keo, cây bạch đàn nhé, hoặc là các loại cây cây hoa nhé, cây hoa hoa cúc đấy ạ. Thông thường thì những cây hoa cúc mà các bác có thể ươm vào cái hạt này cũng rất là tiện nhé, để sử dụng chuyển từ cây bầu nhỏ này sang cái bầu to để bê mang ra chợ bán nhé. Cây cúc vạn thọ thì các bác có thể sử dụng cái size bầu cây to này của em này, size bầu to là to nhất của bên em là miệng vanh là 30 nhá, vanh miệng là 30. Bên em cũng sẽ nhận xỉ và lẻ trên toàn quốc 63 tỉnh thành các bác nhé. Các bác nhà vườn, các bác nông dân mà đang có nhu cầu mua và sử dụng những chiếc bầu ươm thì có thể đăng ký và mua ngay tại video này của bên em, cũng như là những mẫu khay gieo hạt rau màu hay là bầu quây gốc cây thì cũng theo dõi hết cái video này của bên em, và đang có nhu cầu mua sử dụng thì liên hệ đăng ký ngay đến đầu số em ghim ở trên màn hình để có thể trải nghiệm được những sản phẩm hay và xem được rất nhiều những video hay của bên em các bác anh nhé. Cuối video thì em cũng sẽ giới thiệu cho các bác về những chiếc bạt phủ cỏ gốc cây đây. Cái bạt phủ cỏ gốc cây này thì đường kính của nó khá là dày nhá, chất liệu là dày, vải bạt hàng dày luôn cho em nhé. Sẽ có đủ size, đủ kích thước để cho các bác anh sử dụng nhé. Chuyên che phủ đậy gốc cây, che mát giữ ẩm cho cây rất là tiện lợi luôn. Cái bạt này rất là dày. Cái dòng bạt này có thể, cái độ dày của nó khoảng 2 ly nhé các bác nhé. Đây là bản size là 60-60 nhé. Sẽ khoanh và khoét lỗ như này để sẵn như này rồi để cho các bác là che đậy vào gốc cây rất là tiện luôn nhé. Sẽ có đủ size, đủ kích thước. Các bác anh mà đang có nhu cầu mua và sử dụng thì hãy đăng ký kênh của bên em và theo dõi những video hay của bên em nhé. Số phone và số Zalo thì em luôn để ghim ở trên màn hình. Các bác anh đang có nhu cầu tìm mua và sử dụng những sản phẩm phục vụ cho nhà vườn, cho lâm nghiệp hay là những khay ươm, những khay gieo, những bầu quây gốc cây thì đăng ký kênh của em và theo dõi hết cái video này của bên em để trải nghiệm được những sản phẩm cực kỳ là hay của bên em các bác anh nhé.